Xin chào cô chú, anh chị cùng các bạn. Thì hôm nay mình lên YouTube mình chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn về cách tưới phân cho cây mai vàng vào mùa mưa nha các bạn. Đây, trước mặt màn hình của các bạn là một cây mai vàng trồng đất. Đây là trồng đất nha. Mình quanh bầu để mình vô chất trồng thôi các bạn. Chất trồng của trồng đất thì nó khác với cái chất trồng của trồng chậu rất nhiều nha các bạn. Chất trồng của trồng chậu thì nó không có đất như cái mình trồng lan vậy, là chỉ chấu với sơ dừa thôi các bạn, 50-50 nha. Đó là trồng chậu cực kỳ là chăm sóc khổ cực lắm các bạn. Tôi nói thật, mình nói thật đó các bạn. Nếu các bạn nào có mai mà chăm sóc chậu thì các bạn sẽ hiểu lời mình nói. Hôm nay mình trồng lan, mình trồng thả tàn nha các bạn. Đây là mình thả tàn. Hôm nay mình nói về cái cách tưới phân cho cây mai vào tháng mưa nhiều. Đây, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái cách tưới phân của mình tại vườn mình nha các bạn. Đây, vườn mình mùa mưa mình không có đậy các bạn ơi. Đó. Mùa nắng mình mới đậy giữ ẩm nha, mùa mưa thì khỏi. Mình để chống nha các bạn cho nó thoáng cây. Nó gió không khí nó luồn luồn vô cái bầu của mình đó các bạn. Gặp trường hợp mưa nhiều á nó cũng lòn vô được. Cho nên cái chất cái gốc cây mai của mình á nó thoáng, nó nhanh phát triển hơn là nó kín quá hoặc khi như nó bị ngộp đó các bạn. Nói nôm na vậy đó cho các bạn dễ hiểu. Thả nó cũng như nó muốn gần tự nhiên nó luôn đó. Nhưng mà khác cái là mình quanh bầu mình dễ quản lý cỏ nha các bạn. Giờ phân bón này kia mình quản lý rất là gọn gàng. Rồi giờ vấn đề chính này các bạn, ở vườn mình á thì mình tưới phân là cho cây mình là từ khi mình sạc tàn, đun tàn đầu năm á các bạn, ra hai cây lá, cây lá thứ hai nó vừa già là bắt đầu mình đi phân nha các bạn. Còn khi mình mới sạc tàn á mình chỉ tưới dưỡng rễ, tại vì cái cây mình sạc tàn á nó không có lá các bạn, cho nên bộ rễ nó không có cần ăn phân gì hết trơn. Các bạn đừng tưới như vậy nha, các bạn chỉ tưới dưỡng rễ thôi. Lúc đó là nó nuôi cái cốt này nè các bạn. Các bạn sạc tàn rồi là nó lo tập trung nó nuôi cái thân thôi, thân và cái cốt. Rồi còn rễ nó là lúc các bạn sạc tàn là rễ nó yếu lại nha. Nói không phải đơn giản, mình nói là sự thật luôn các bạn. Tại vì cây nó không còn nhánh nữa, không còn lá nữa, nó quang hộp nữa, cho nên trong thời gian đó là cái rễ nó yếu xìu rồi các bạn. Đó, như người ta bứng cây cũng vậy nữa. Vì sao, lý do sao ta bứng cây mình sao sạc lá hết các bạn, sạc lá hết để người ta thu gọn lại cái bộ đế nè, thu gọn lại cho nó nhẹ là thứ nhất. Thứ hai, người ta lấy cảnh ta muốn đẹp xấu như thế nào nên ta lấy theo cái đế cây mai các bạn, muốn kiểu nào thì lấy theo. Ta lãi lá hết, cắt cành, cắt cắt theo ý muốn của mọi người, muốn cắt như thế nào cắt, muốn chơi phong nào phong chơi đó. Bắt đầu người ta quanh lại bứng lên, cắt hết, cuốn bầu lại hết, bóng keo hết, sạc lá toàn bộ hết, về để 1 tháng nó không chết đó các bạn. Nhưng lúc đó công nhận là cái rễ nó yếu thiệt, nhưng mà nó không chết. Tại vì lý do là trên này nó đâu cần gì đâu các bạn, nó không có cần ăn uống gì đâu, tại vì các bạn cắt chùi lưỡi cho rồi, nó không cần ăn đâu, cho nên nó giữ lại, giữ mấy cái thằng này nè, cốt chính đó nè, cốt chính là cốt nái đó các bạn. Nái là cũng như mình nói cho nó dễ hiểu là cái đế mẹ đây đó, thằng mấy thằng này đế con nè, nè mấy này là nhảy ra sao
là để con đây. Đó, mình nói cho nó dễ hiểu nha các bạn. Thì các bạn cứ phân á, các bạn không biết cách tưới là giết mấy con này hết nè. Và khi các bạn gãi á, gãi phân là nguyên chất đây, mà không tưới á, các bạn gãi xung quanh gốc nè, cái hộp phân nó rớt ngay cái đây nè các bạn, ngay cái gãy cánh này nè, là con nè, cháo chắc luôn nè, rớt ngay đây đó. Và trong thời gian đó là các bạn gãi dát giường của bạn đi, mới các bạn mới quay lại với các bạn tưới, là trong thời gian đó phân nó tan các bạn, cái hộp phân nó tan ra, nó rít chịch nha, nước gió là không khí nó ra ngoài rồi là nó chảy ra, khí nó chảy ra, chảy kẹo kéo ra ha, nó bám dính vô rễ con này nè, rồi cái rễ này cháy luôn, chết luôn, nó đặng nó quá liều các bạn, chết luôn. Đó, cho nên mình lên clip này mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách là mình tưới phân an toàn và đạt hiệu quả rất cao nha các bạn. Các bạn xem clip, thấy clip mình làm hữu ích thì các bạn áp dụng, các bạn làm thôi, còn không như ý các bạn thì các bạn không làm cũng được, mình không có ép buộc, tại vì mình lên đây là mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm thôi đó các bạn. Đời bây giờ là mình chia sẻ lên YouTube này kia rồi cho mọi người trao đổi lẫn nhau các bạn. Rồi giờ những đề chính nha, ở vườn mình là mình tưới phân như thế này nè các bạn, mình xài phân 16-8 đó, từ lúc mình đôn gành ở chân là mình chỉ tưới dưỡng rễ nha, nó ra hai cơi là ra hai lần lá các bạn, như trong thân này nè, ra từ đây đến đây là một lần lá này, mình nói cho các bạn dễ hiểu luôn, là các bạn chưa biết á dễ hiểu nhất, đây ra đây là nó sẽ nghỉ đi, cái nó xanh lại, xanh vậy nè các bạn, xanh nó già lại, rồi bắt đầu khoảng từ 20 đến 25 ngày, tối thiểu là một tháng các bạn, nó sẽ đi nữa, với điều kiện là các bạn phải chăm tưới mỗi ngày nha. Còn mùa mưa các bạn thấy cái bầu nó còn ướt như trên mặt nè, cái bầu hiện tại giờ nè là mình không tưới đó các bạn, nhưng mà khi khô trắng cảm thấy nó xuống khoảng một lóng tay các bạn là lúc đó mình tưới, còn nó còn đen vậy á là do mưa nữa các bạn, mùa này mình không có tưới đâu, bởi vì đó là mình không có tưới nước nè. Còn phân thì tính định kỳ 15 ngày tưới lần các bạn, mình đây mình lên lịch là 30 mình tưới, phải không? Mình đi ngày âm á nó dễ tính hơn, cái ngày dương nhiều khi nó đi 31 các bạn, nhưng mà âm dương cũng vậy cũng được các bạn, nói chung cũng được. Thì nếu trễ ngày cũng không sao, là 30 đúng không, mình 30 tưới một cử, quay lại gầm là 10-15 á các bạn, nếu 14-15 các bạn mất công chuyện, 14 các bạn tới đó. Vậy thôi, cứ chu kỳ vậy rồi các bạn cứ tưới hoài cho nó suốt năm thôi. Còn đến khi mà gần Tết đó các bạn, đến khi gần Tết mà mình chơi bông á, lúc đó là mình đi cái phân khác nha các bạn. Hiện tại giờ mình chia sẻ xài phân tháng 7 các bạn, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó, 3 tháng này từ bước đầu để coi hai cây lá là tháng 3 nè, tại vì mình chờ hai cây này mình lo tưới dưỡng rễ không các bạn, đầu năm sạc tàn đúng không, một tháng nó ra mới một cây là một tháng, thì một tháng nữa là cây thứ hai là nó vừa già là hai tháng đó các bạn, là bắt đầu mình tưới phân nha, tưới phân chung với dưỡng rễ luôn cho nó cây nó mạnh mà nè, bạn xem nè, cây của mình nè, thấy không, rễ nó ăn cứng ngắt bầu luôn đó, phân với dưỡng rễ các bạn kết hợp tưới và xịt sâu vỏ chỉ nữa nha các bạn, thì mình nói sâu với vỏ chỉ với nhện đỏ ăn lát mình nói sao, giờ mình nói trước là cái vấn đề tưới phân nè, đây mình tưới phân 16-8 mình ngâm các bạn, ở đây cách mình làm là như thế này nè, góc này 20 nè ha, đó 20 là một vành tay của mình nè, con chỏ này những cái vừa đụng các bạn, đây mình xài có nhúm như nè các bạn,
một nhóm phân 16-8, một gốc ăn nhóm, ví dụ như vườn mình là 50 gốc, mình lường ra 50 nhóm phân nha các bạn, vô một cái xô, rồi bắt đầu mình mới pha vô một nhóm vậy. Mình lấy cái chung mà ta xịt thuốc lúa đó các bạn, chung mà 50C đó, các bạn lường vô 50 chung cc đó, độ nó ra 2,5 lít đó các bạn. Vậy 50 nhóm này á, là nó chưa đến được nửa ký phân nữa các bạn, nó độ khoảng 300-400 gram à. Đó, mình tưới cực loãng luôn nha các bạn, lậm phân là cây chết, yếu rễ si cây lắm, các bạn cứ loãng gì định kỳ 10 ngày cũng được, 10 ngày thứ 1 lần thì 1 tháng thứ 3 lần, còn mình đây tháng thứ 2 lần là 30 gầm. Đó, các bạn 10 ngày thì các bạn 30, 10, 20, 30 lại đó vậy đó. Đó, bắt đầu vô 50 chung đó. Và quấy đều lên. Quấy đều lên bỏ đó. Sáng làm phải đúng không? Chiều là nó tan hết trơn rồi, cái 16-8 nó dễ tan lắm các bạn. Rồi các bạn quậy lên, chiều quậy lên, tưới nha. Tưới phân là tưới rất chiều. Thuốc cũng vậy, mình đây là mình xài rất chiều không các bạn. Bắt đầu tưới nè. Cái thùng dồi của mình á, thường là nó khoảng 14-15 lít đó các bạn, tùy theo thùng lớn nhỏ đó nha. Giờ tốt nhất thì các bạn lấy cái K 2 lít đi. Mình đây mình xài K 2 lít không các bạn. K có quai 2 lít á. Các bạn đổ 2 chung mà phân mình ngâm với nước rồi á, đường 2 chung cc đó ra. Tại vì một nhóm của mình là một chung nước, thì nhóm phân là nửa nó tan, là cái nhóm phân của mình là nó thành chung nước đó các bạn. Rồi các bạn đổ vô 2 lít đó, 2 chung là mình tưới 2 góc, là 2 lít nước đó là tưới 2 góc chia ra nghe các bạn. Đổ vô ngược lại cái thùng dồi, nó có búp sen đó các bạn, đổ ngược vô thùng dồi mình tưới góc này 1 lít, tưới góc kia 1 lít đó, trên lệch chút đỉnh không sao đâu các bạn. Bắt đầu tưới xong, sáng ngày mai, sáng hôm sau các bạn xả nước nhẹ lại. Xả là mình tưới phân 2 lít đúng không, 2 góc 2 lít, còn mình xả lại thì 1 lít thôi các bạn, góc nửa lít. Mình xả lý do là mình xả phân nước nhiều quá, nó gút xuống là cái rễ mai mình nó chưa có ăn phân kịp, nó trôi đi các bạn. Mình xả ít thôi, dạng xả cho nó ướt lá, ướt lá ướt gốc này, đừng cho phân nó bám lại, nó bị ảnh hưởng da rồi lá là nó cháy nha các bạn. Xả nhẹ thôi, rồi sau đó các bạn lấy cái cao su hay là cái đệm mà chống thấm nước bạn quanh gốc lại, vào đặc biệt mấy ngày mưa nha các bạn quanh lại, còn mấy ngày nắng thì các bạn thấy nắng các bạn khỏi, các bạn mất công chuyện thì các bạn quanh lại, nếu các bạn đi làm chiều về các bạn thả ra cho nó thoáng cái đó, rồi đậy lại, trước khi ngủ mình đậy lại nha các bạn, để mưa nó trôi, nó thất thoát phân nhiều lắm, nói các bạn không tin ha, các bạn làm thử đi. Mình nói một nhúm thì nó quá ít, nhưng mà thực tế theo mình làm một nhúm của mình nó không bao giờ nó thất thoát đi đâu hết trơn, là cho nên cây mai tối với một nhúm của nó là nó nhiều đó, cho nên cái vườn của mình làm rất là ít tốn phân, giờ rất là hiệu quả các bạn. Nè, cây mai của mình nè, mình trồng hồi tháng giêng các bạn, vừa ra tết là mình đôn rồi mình bứng lên luôn nè, mình xử rễ rồi đó, có mấy clip đó mà các bạn xem lại nè. Bây giờ là tháng 7 là các bạn tháng 3, 4 tháng nó đi 4 cây nè, bạn thấy cây nè, bề ngang là cỡ 1,5 m, cao thì vô đói luôn cỡ 1,5 m luôn đó. Thường cây mai nó đi cái tàn với cái chiều cao nó ngang ngửa vậy các bạn, trên lệch chừng 5 tấc à nè, các bạn thấy không đó.
Đó, đây là cái cách mình xài phân ở vườn mình đó các bạn. Còn nói về ở trên này, hồi nãy mình nói với các bạn, nói về thuốc. Nói thuốc mình phải xịt nha các bạn. Khi các bạn xà phòng á, nó mới đi cơi lá đầu tiên ra là nó ra như vậy nè các bạn. Nhóm vậy đây. Như cái cây này các bạn tưởng tượng như là cạnh không đi, chưa có lá nào á. Nhưng mà nó đến khi các bạn cắt á, khoảng từng 10 ngày đến hai mấy ngày là nó ra, một bắt đầu từng từng tới 10 ngày nó ra như này các bạn. Le lưỡi gà ha. Le lưỡi cây. Là trong thời gian nó le lưỡi là nó ra xuyên suốt tới khoảng 10 ngày đến 15 ngày là nó già lá các bạn. Nó già từ từ đến khi 25 ngày, 30 ngày là nó đi nữa. Đó, các bạn chăm sóc đi nữa. Và trong thời gian này các bạn xịt bọ chỉ. Nha. Mấy đầu đọt này các bạn phải xịt bọ chỉ với nó. Các bạn không xịt á, bọ chỉ nó đeo là nó nóng đó, các bạn, nó chích thúc hết nhựa luôn. Tại vì lý do cái đọt nó quá non, chích không nhựa cho nên cây nó không phát triển. Nó có phát triển đi chăng nữa, cái lá nó quằn quèo như nè nè, như lá này nè. Đó, này là nó bị ít hết đó các bạn. Còn nó bị nhiều hả, quắn cái lá các bạn không còn tưởng tượng nổi đâu. Cho nên nó không quang hợp được, cây nó không phát triển. Đó, các bạn lưu ý điểm đó. Như là thuốc bệnh nữa nha. Bệnh nữa các bạn, xịt sâu với mình cộng với thuốc bệnh trái lá. Mình đây mình xịt là Anthracon thôi các bạn. Nó rẻ tiền, nó đó thuốc bột. Thì các bạn theo hướng dẫn á, là một bình 16 lít là xịt bằng nhiêu gram đó các bạn. Các bạn mua bịch nửa lít 50 gram á. Vậy các bạn theo hướng dẫn đó các bạn cũng đông ra cái chung như mình nói, mình lường phân vậy các bạn. Là cái thí dụ như cái bịch đó nó cho là xịt 10 bình đi. 10 bình 16 lít. Thì các bạn lường 10 chung 50 nữa. Đổ bịch đó ra quậy để vô cái chai để dành xài các bạn. Không có hư đâu. Mình cộng với thuốc rồi bỏ chỉ nha các bạn. Đó. Rồi, mình chia sẻ nãy giờ hết ý rồi đó các bạn, về cái cách tưới phân và chăm sóc cái tàn cây nha các bạn, tàn của cây mai đó. Các bạn lưu ý nè, cái rễ nó còn nhỏ xíu nè, bạn gãi là nó hư luôn. Bảo đảm bạn 100 rễ ha, hoặc các bạn gãi vậy đi, nó cái rễ nào nó gặp phân là nó hư đó. Ví dụ như có 100 rễ nó hư chút đỉnh không sao, mà có một hai rễ nó hư rồi nó chết luôn đó các bạn. Đó, mình nói các bạn công nhận không? Cho nên các bạn quậy đều như mình đi, rồi pha với nước tưới là nó đều nữa. Mình gãi á, một nhóm này mình, các bạn gãi cái bầu này nè, sao đều nữa các bạn. Không lẽ anh bốc để bỏ đây một hộp, về đây một hộp, đây một hộp, nó lâu tốn thời gian lắm. Rồi ngược lại nó không có rút, nó nằm khô queo đó. Nó khi bạn tưới á, nó gặp gió là nó ướt, nó nằm cục phân đúng không, mềm đi. Bạn tưới gặp nước mới tan ra chút xíu, vòng vòng chút thôi đó, rồi nó cũng nằm đó, nó đâu có tan hết cái một đâu. Của bạn quậy vô nước, bạn tưới cái là nó rút cái một à. Đó, rồi các bạn sáng hôm sau các bạn xả lại, rồi gặp mưa mình khỏi xả. Nhưng mà đêm đó mưa khỏi xả, sáng ngày lấy cao su đậy gốc lại. Vào mùa mưa hoặc bão đó các bạn, còn có nắng thì thôi, nắng mình xả rồi xong, mình gặp trời mưa mình đậy lại nha, để nó trôi phân hết, đậy xuyên suốt chừng 4 ngày đến tuần. Rồi các bạn thả lan đó, nó gỡ dưới ra như bình thường lại đó. Đến khi 15 ngày nữa, dự bữa nay gầm tưới 30 tưới nữa, tưới nữa rồi đậy nữa, gặp mưa đậy hay nắng thôi. Rồi mình chia sẻ đến đây về cái cách tưới phân và chăm sóc cây mai vàng dự trong tháng 7, từ tháng 3 đến tháng 9 luôn các bạn, thì làm y chang như cái cách này là ngon lành. Còn từ tháng 9 trở lên đó, thì nó khác nha các bạn. Như lúc này là tạo nụ rồi vòng vòng đó. Mai chiều mình làm cái clip làm nụ cho các bạn thấy. Vậy do là cái mai này nó còn nhỏ các bạn, nụ nó đi chậm nên mình làm chậm. Nó mình làm sớm chứ không vậy, cái nụ nó chậm không có nụ thì mình làm sớm.
Rồi mình đến đây nha, ngày mai chiều mình chia sẻ cái clip làm nụ cho các bạn xem. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Các bạn thấy clip mình có ý nghĩa thì các bạn áp dụng cho cây mai của mình, và hãy cùng đồng hành chăm sóc cây mai như của các bạn cùng với mình nha. Các bạn thấy kênh mình, bạn làm thử đi, thử trong vòng 2 tháng thôi các bạn thấy kết quả liền, y như mình lời mình nói nãy giờ á. Bạn nghe không hết thì các bạn xem lại, bạn sàng lọc lại, rồi các bạn thấy có kết quả các bạn ấn nút đăng ký á, rồi cái clip mình tải lên về cây mai tháng nào mình cũng lên đó các bạn. Tại lý do lúc này dịch bệnh mình không có làm clip được, mình lo chạy theo bệnh này các bạn, nó nhiều lý do lắm, ở địa phương các bạn cũng vậy thôi chứ gì, mình nào mình phải theo nghị định của chính phủ nó nhiều lắm. Rồi quay lại với ngày mai nè đó, các bạn thấy mình làm hữu ích đó, rồi hãy đăng ký, rồi các bạn hãy làm theo mình, hay là các bạn ăn đăng ký đi, tốt nhất các bạn bấm đăng ký trước đi, rồi mình tải video lên là sẽ thông báo cho các bạn liền. Các bạn bấm đăng ký, cái nó hiện lên có cái chuông nữa các bạn, bạn bấm ấn vô chuông đó là khi mình tải video lên là nó sẽ điện thoại thông báo các bạn liền, tên liền các bạn. Nói về tình huống cây mai như thế nào thì mình chưa nói trước, khi nào mình làm clip mình mới biết mình làm cái gì mình mới nói được các bạn, đến thời điểm đó cây mai nó tiến triển làm sao mình mới làm nha các bạn, chứ mình không có nói trước được. Nhiều khi như vậy rồi mấy mốt nó làm nụ rồi lấy gì mình làm được nữa các bạn, đúng không? Rồi chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.